Đây thằng lười hôm nay làm việc đây các bác ơi. Đấy, từ sáng giờ đánh được xem nào. 1 2 3 chắc được 4 gốc 5 gốc. 1 2 3 4 5 6. Ừ rồi 6 gốc. Coi như thế này là hành vi này là tôi ghi nhận. Thằng lười hôm nay bắt đầu ra làm việc. Sáng thì đi uống cà phê đến khoảng 10 giờ xong bắt đầu 10 rưỡi ra vườn. Hơn 11 giờ một tí là vào nấu cơm ăn cơm xong buổi sáng. Buổi chiều thì khoảng 4 rưỡi ra. Như tầm này bây giờ đang là 4 rưỡi này các bác này. Đấy. Đấy, đấy, đấy. Thôi khéo cẩn thận không lại vào chân. Ôi giời, chán. Đây. Chào. Chán lâu lắm. Bây giờ quên cả cách thật quả rồi. Nghệ đây kia cũng không đào. Hôm nay em chia sẻ thằng người một tí thế thôi nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhá. Thế là em có video nhá.